Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 31, kiểm tra mạng có tăng dần hay không. Ở đây mình hãy đưa ra một cái ví dụ để minh họa cho cái bài tập này. Ở đây mình cho một cái ví dụ là mạng nguyên một chiều, các số nguyên ấy, là gồm có 4 phần tử là trừ 1, 10, âm 8 và 25. Và ta nhìn vào đây thì có thể dễ dàng nhận thấy được các cái số trừ 1 này, 10, trừ 8 và 25. Nó không được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ đưa ra kết quả là không tăng dần. Còn ở với cái ví dụ thứ hai, mình cũng cho một cái mạng một chiều các số nguyên gồm có 4 phần tử 1, 2, 7 và 10 đúng không ạ? Thì nhìn vào đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được là các cái phần tử mạng này nó được sắp xếp theo cái chiều tăng dần của 1 này, bén 2 này, bén 7 này và bén 10 đúng không ạ? Nên là nó sẽ được sắp xếp theo phần tử tăng dần rồi đúng không ạ? Vậy thì làm sao mình có thể làm điều đó? Đây là với những cái mạng nhỏ, có kích thước nhỏ và các cái phần tử của nó nhỏ đúng không ạ? Nhưng với cái trường hợp mà mạng có cái kích thước lớn thì làm sao mình có thể làm được điều đó? Đây, thì mình sẽ phải viết một cái chương trình để có thể làm được điều đó. Và để biết được cái chương trình đó thì chúng ta cần có thuật toán đúng không ạ? Thì cái thuật toán mình đưa ra để giải bài tập này là như sau. Thì đầu tiên mình sẽ lấy một cái giá trị AI ở trong cái mạng này và kiểm tra nó với cái giá trị so sánh với giá trị AI cộng 1. Đấy, tức là lấy cái giá trị AI này và so sánh với giá trị liền sau của nó. Đấy, nếu như cái giá trị AI đó mà bé hơn cái giá trị liền sau nó thì nó là tăng dần đúng không ạ? Đấy. Và nếu như tất cả các cái giá trị AI của mạng mà bé hơn cái giá trị AI cộng 1 của mạng thì sẽ in ra là kết quả là cái dãy đó tăng dần đúng không ạ? Đấy. Và nếu như chỉ cần một cái giá trị AI trong mạng mà nó không thỏa mãn cái điều kiện AI bé hơn AI cộng 1 thì nó sẽ trả về cái giá trị là kết quả là cái dãy đó không tăng dần đúng không ạ? Đấy. Thì đó là cái thuật toán để giải cái bài tập này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái giải cái chi tiết cũng như những cái bài tập khác về cái phần mạng này. Thì mình cũng cần phải khai báo thư viện này, khai báo một cái hàm nhập mạng và một hàm xuất mạng này. Đó. Và trong thư viện này thì mình khai báo STDIO này, Conio, Mat và một cái định nghĩa cái mắc này có độ lớn là 100. Rồi sau đó sẽ đến cái hàm nhập mạng. Trong hàm nhập mạng này thì mình đầu tiên thì mình sẽ cần phải nhập cái số phần tử của mạng đúng không ạ? Và trong sau khi đã nhập cái số phần tử của mạng thì chúng ta cần phải kiểm tra xem cái mạng đó đã thỏa mãn ở cái số phần tử mạng đó đã thỏa mãn hay chưa. Đấy, bằng cách sử dụng cái con lệnh if này. Đấy. Và sau đó nếu như nó chưa thỏa mãn đấy, thì mình phải quay về cái bước nhập đúng không ạ? Nhập lại cái số n đấy, bằng cách nào? Bằng cách mình sử dụng cái câu lệnh go to này đấy. Và cho đến khi nào cái số phần tử mạng nó đã hợp lệ và đúng rồi ạ, thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái câu lệnh phía sau nó là vòng lập for đây đấy. Và trong là một vòng lập for này thì nó có tác dụng chính là dùng để nhập các cái giá trị của các phần tử mạng. Sau khi đã nhập mạng rồi chúng ta cần phải xuất mạng đã đúng không ạ? Và để xuất mạng thì mình cũng sử dụng một cái vòng lập for và cho nó chạy từ 0 cho đến n-1. Và sau đó sử dụng thêm một cái câu lệnh print để in tất cả các những cái giá trị của mạng đó ra. Đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ đi đến cái hàm gọi là hàm kiểm tra mạng, kiểm tra mình có thể đặt tên cho nó là kiểm tra tăng dần. Đấy. Các bạn lưu ý khi các bạn đặt tên cho hàm thì các bạn nên đặt những cái tên nào nó gợi nhớ đến cái mục đích của cái hàm đó đúng không ạ? Ở đây mình sẽ đặt là kiểm tra tăng dần đúng không ạ?
Và trong cái hàm kiểm tra tăng dần này thì mình phải có cái mạng A này và N này. Đấy. Rồi, trong cái khối lệnh của cái hàm kiểm tra tăng dần này thì mình sẽ khai báo một cái biến. Biến này gọi là biến kiểm tra. Và gắn giá trị dần đầu cho nó là bằng 1. Đấy. Và mình sẽ sử dụng một cái vòng lập for để kiểm tra những cái phần tử trong mạng đó. Giá trị chạy của nó là y bằng 0. Biến chạy đấy. Và y bé hơn n trừ 1. Và đây sẽ là y cộng cộng. Tại sao ở đây lại điều kiện là y lại phải bé hơn n trừ 1? Đấy. Tức là gì? Cái giá trị ai đó, nó chỉ chạy đến cái phần tử gần cuối cùng đấy không? Nó chỉ chạy đến đây thôi. Giá trị AI ấy. Khi nó chạy đến đây thì nó vẫn còn một cái giá trị AI cộng 1 đúng không ạ? Đấy. Để mà so sánh. Nhưng khi nó chạy đến đây, chạy đến cái giá trị cuối cùng đây, tức là chạy đến cái giá trị N cộng 1, thì nó không còn cái giá trị nào để so sánh đúng không ạ? Đấy. Như vậy là điều đó thì chúng ta cần phải lưu ý. Là y chỉ được chạy từ 0 cho đến n bé n trừ 1. Đấy. Trong vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? Trong vòng for này thì mình sẽ kiểm tra xem cái ai có bé hơn ai cộng 1 hay không. Đó. Ở đây mình sẽ sử dụng một câu lệnh if này. Biểu thức của điều kiện của nó sẽ là nếu như mà cái ai này nó lớn hơn ai cộng 1. Đúng không ạ? Tức là cái chạy đó không tăng dần đúng không ạ? Thì mình sẽ trả về cái kết quả là cái biến trả về cái biến biến kiểm tra là bằng 0. Đấy. Tức là khi nó gặp cái trường hợp mà cái giá trị AI nó lớn hơn AI cộng 1. Đấy. Tức là cái chạy đó không tăng dần đúng không ạ? Và khi đó thì nó sẽ ngắt luôn và không thực hiện cái vòng lặp nữa. Thoát ra khỏi vòng lặp luôn. Đấy. Và nếu như mà cái AI này nó không lớn hơn AI cộng 1 thì mình sẽ return về cái kết quả là 1. Đấy. Tức là mình sẽ trả về cái kết quả của cái hàm của cái biến kiểm tra này. Đấy, mình đặt là kiểm tra. Rồi. Như vậy là mình đã viết xong cái hàm dùng để kiểm tra tăng dần đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình phải làm gì? Trong hàm main này thì đầu tiên mình cần phải khai báo cái N này, số phần tử mạng này. Sau đó là cần phải khai báo cái mạng A này. Và sau đó cần phải gọi cái hàm nhập mạng này. Sẽ là hàm xuất mạng này. Và sau đó mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến kết quả. Bằng kết quả trả về của cái hàm kiểm tra tăng dần này. Đúng, khi các bạn ấn cái kiểm tra tăng dần thì nó đã hiện lên thì lên một cái gợi ý chúng ta đúng không ạ? Đây. Đây sẽ là A và N. Sau khi đã có được cái kết quả ở đây thì mình sẽ cái biến kết quả ở đây thì mình sẽ in ra cái kết quả đúng không ạ? Và để in ra cái kết quả này thì mình cần phải biết kết quả ở đây là gì. Đây. Cái hàm kiểm tra tăng dần này thì nó sẽ trả về hai dạng kết quả. Một là nó sẽ trả về giá trị là 1 và hai là nó sẽ trả về giá trị là 0. Đấy. Khi nó trả về kết quả là 1 ở đây thì sao? Thì có nghĩa là cái dãy cái mạng đó
mạng A đó có giá trị tăng dần, còn khi mà nó trả về kết quả là không thì cái mạng A đó nó không tăng dần. Đấy. Vì thế nên là mình sẽ sử dụng một cái là câu lệnh if này. Nếu như mà này cái kết quả này nó bằng một, đấy, bằng một tức là gì? Tức là nó sẽ cho kết quả là dạy cái mạng A tăng dần, đúng không ạ? Thì mình sẽ in ra cái dòng chữ là mạng tăng dần. Đấy. Còn không thì sẽ in ra cái dòng lệnh là dòng chữ là mạng không tăng dần, đúng không? Ở đây mình sẽ cậu dùng câu lệnh if else. Đây, sẽ in ra cái câu lệnh là mạng không tăng dần. Đấy. Và sau đó sẽ là câu lệnh get này. Dùng get và return không. Rồi, ok. Như vậy là mình đã viết xong cái hàm main này, cũng như là cái hàm để kiểm tra tăng dần này. Và bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem. Như vậy là như các bạn đã thấy thì nó đã không báo lỗi, đúng không ạ? Đây mình sẽ nhập số phần tử là 4 và mình sẽ kiểm tra xem nó có tăng dần hay không nha. Đây mình sẽ nhập một ví dụ đơn giản 1, 2, 3 và 4 đi. Thì nó đã in ra là kết quả là mạng tăng dần, đúng không ạ? Đây. Mình sẽ thử với cái trường hợp là mạng không tăng dần. Đây mình sẽ nhập là 4 và đây sẽ là 1, 2, 3. Đây. Thì nó đã in ra kết quả là mạng không tăng dần, đúng không? Rồi, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm một lần nữa với cái mạng không tăng dần, đúng không? Rồi, ở đây mình nhập cái số phần tử mạng là 4. Mạng không tăng dần thì các bạn được nhập tùy ý. Đấy, thì nó đã in ra cái dòng lệnh là mạng không tăng dần, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái phần giải bài tập tìm kiểm tra xem mạng có tăng dần hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.